Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mới xây rất đẹp nằm trong hẻm 398 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nằm giáp quận 6. Con hẻm trước nhà rộng 3m, sạch sẽ, an ninh. Nhà có kích thước ngang là 5m8, chiều dài là 8m rưỡi, xây mới một trệt một lầu đúc thật, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 ban công. Căn nhà có hướng Tây Bắc. Về giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Về giá bán thì chỉ có 3.980.000 và còn bớt lọc tân gia để anh chị vào nhà mới. Chủ nhà sẽ tặng cho anh chị bộ ghế sofa này nha. Rồi, đấy là thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo, Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, ok chị ha. Đây là căn nhà chúng ta này, xây mới ha, một trệt một lầu này. Còn đây là con hẻm trước nhà ha, rộng 3m này, sạch sẽ, an ninh. Hướng này thì chúng ta sẽ ra ngay đường tỉnh lộ 10 nha. Bên trong này thì nó hẻm cụt rồi anh chị nha. Đây anh chị, bên trong ha, nhà cao tầng này. Cái khúc này thì coi như bức tường của căn nhà thôi ha, nên chúng ta có thể tận dụng để xe cũng được này, cũng khá ok ha. Đối diện cũng là bức tường của căn nhà thôi, nên là không gian sinh hoạt của chúng ta cũng khá riêng tư nhá. Rồi, bên trong nhà đây anh chị, trước nhà đây ha, chúng ta có một khoảng sân này ha, khoảng hiên. Nhà chúng ta là xây mới 100% anh chị nhá, đúc bê tông cốt thép rất kiên cố và chắc chắn. Rồi, bên trong nhà ha, thì căn nhà có bề ngang rất rộng nhá, ngang 5m8, chiều dài là 8m rưỡi. Thì nhà chúng ta cũng giống như là một biệt thự mini nhá, rất rộng rãi để anh chị về đây ở. Nhà xây mới một trệt một lầu đúc thật, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 ban công. Căn nhà có hướng Tây Bắc. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán là 3.980.000, còn thương lượng trực tiếp chính chủ nhá. Phòng vệ sinh đầy đủ trang thiết bị này. Không gian khu vực bếp ha. Đây là chỗ để máy giặt này. Bên đây có tủ rượu ha. Thì chủ nhà sẽ tặng anh chị cái bộ ghế sofa này nhá. Không gian rộng rãi thoải mái anh chị nhá. Tuyệt vời ha. Đây là chỗ để tivi này. Dưới cầu thang là chúng ta có một cái kho để đồ nha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu anh chị. Vị trí căn nhà thì nằm giáp quận 6 nhá, cũng gần chợ cây Gia Xà. Xung quanh này đầy đủ tiện ích nhá. Rồi, trên lầu chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nhá. Đây là phòng vệ sinh này. Đầy đủ trang thiết bị nhá. Rồi. Có hộc để đồ này. Ok ha. Rồi, đây là căn phòng ngủ đầu tiên anh chị. Đây ha, đi sẵn đường ống máy lạnh này. Có cửa sổ ra cầu thang nha. Có sẵn quạt treo tường này. Rồi, bên đây là phòng ngủ thứ hai nha. Phòng ngủ này thì có cửa sổ hướng ra ngoài ha, được trang trí rèm này. Đi sẵn đường ống máy lạnh này. Có sẵn quạt treo tường luôn ha. Đây là phòng ngủ phía ngoài này, phía trước ha. Tuyệt vời chưa, có quạt treo tường này, đi sẵn đường ống máy lạnh này. Có rèm cửa ra ngoài ban công ha. Ban công trước nhà đây anh chị. Đây ha, thiết kế bằng kính cường lực này, cũng như là inox 304 ha. Bên đây là bức tường của căn nhà thôi, tận dụng để xe ha, hẻm trước nhà này. Rồi, ok ha. Rồi, ok anh chị nhá. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.